Hai phi hành gia của NASA đã bay đến trạm vũ trụ quốc tế vào tháng 6 trên tàu vũ trụ Starliner bị lỗi của Boeing phải trở về trái đất trên một phương tiện SpaceX vào đầu năm tới. Thông báo trên do Giám đốc NASA Bill Nelson đưa ra. Ông cho rằng do các vấn đề với hệ thống đẩy của Starliner nên việc dùng tàu này đưa phi hành đoàn đầu tiên về nhà là quá rủi ro. Vì vậy, NASA phải nhờ đến đối thủ không gian hàng đầu của Boeing để đưa các phi hành gia trở về. Boeing đã hy vọng nhiệm vụ thử nghiệm Starliner của mình sẽ cứu vãn chương trình đầy trục trặc sau nhiều năm phát triển và vượt quán ngân sách hơn 1,6 tỷ đô la kể từ năm 2016.